độc lập, tự do của mỗi đất nước đều gắn liền với những con người vĩ đại, kiệt xuất. Cũng chính vì vậy mà tại Việt Nam, tượng Bác Hồ được tôn vinh và trưng bày tại các hội nghị lớn. Xin mời quý vị tham khảo sản phẩm của đồ đồng Dung Quang Hà. Hình ảnh của Bác ở ngoài đời được tái hiện vô cùng xuất sắc. Chính điều này đã tạo cảm giác cực kỳ sống động và gần gũi. Từ đường nét khuôn mặt, tỷ lệ ngũ quan đến thần thái đều rất chân thực. Chi tiết nổi bật nhất của tác phẩm chính là đôi mắt của Bác Hồ. Người hướng ánh nhìn về phía trước, trong đôi mắt phản chiếu sự tinh anh, thân thiện, giàu tình thương. Nụ cười hiền hòa, đôn hậu cũng là điểm nhấn của tượng Bác Hồ. Khóe mắt, khóe môi, hàng chân mày góp phần bộc lộ cảm xúc. Ngoài ra, các bạn có thể thấy vầng trán cao, mái tóc được chải mượt về phía sau và chòm râu dài của Bác được thể hiện rất tinh tế. Về trang phục, Bác mặc chiếc áo kaki trang nhã. Mọi chi tiết trên chiếc áo đều được khắc họa tỉ mỉ. Trang phục này đã gắn bó với Bác trong thời gian dài và trở thành kỷ vật thiêng liêng. Tác phẩm chính là một minh chứng điển hình, tiêu biểu cho nghệ thuật đúc tượng đồng chân dung. Phần đế tượng chia thành 3 bậc, bề mặt để trơn nhẵn. Ánh kim đỏ ấm áp là một đặc điểm nổi bật về hình thức của tác phẩm. Gam màu này mang đến cảm giác tôn nghiêm. Không dừng lại ở đó, tượng đồng còn được phủ bóng cực kỳ chuyên nghiệp. Bởi vậy, diện mạo tác phẩm càng thêm cuốn hút. Bác Hồ chính là vị cha già của dân tộc Việt Nam. Tuổi thanh xuân của người là những năm tháng bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước. Sau khi về nước, người tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như các cuộc kháng chiến. Đồ đồng Dung Quang Hà.